Cũng trong sáng nay, kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khóa 20 đã chính thức khai mạc để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022, đề ra phương hướng năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Hoa Lư. Năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng toàn diện. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,8%, vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, dịch vụ phục hồi và phát triển mạnh, nhất là lĩnh vực du lịch. Trong năm, toàn huyện đón trên 2,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 1.260 tỷ đồng. Nông nghiệp được duy trì ổn định, phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao và kiểu mẫu đi vào thực chất, vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị cho tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Toàn huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12 trên 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã chủ động hoàn thành chương trình công tác đề ra. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả. Hoạt động giám sát được tăng cường theo hướng chú trọng đến chất lượng và tính hiệu quả, công tác chuẩn bị kỳ họp chủ động, chu đáo, tạo cơ sở để Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua 42 nghị quyết sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với thời gian 1,5 ngày, kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân huyện, các ngành chức năng, xem xét các tờ trình, thông qua các nghị quyết đồng thời dành thời gian để thảo luận tiến hành chất vấn trả lời chất vấn và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền